Chúng ta thích ở nhà một mình, thích pha một ấm trà ngon, đọc một cuốn sách mình thích. Cứ yên lặng như vậy, cứ dạo chơi trong câu chuyện của chính mình, trưởng thành giống như là một cái thế giới khác với chính mình, phải không các bạn? Hôm nay đây là trải bài là năng lượng một tuần mới có gì. Đây chính là năng lượng dành cho các bạn, có thể là một năng lượng các bạn mong muốn hay không mong muốn. Có thể nó là một cái tầng đầy tịch mịch, không bi thương cũng không vui vẻ, nhưng có một sự thoải mái, đó là sự thoải mái đến từ sự tĩnh mịch này. Nhiều khi cô đơn chưa chắc là đau thương, phải không ta? Thì hôm nay xin chấp nói năng lượng cùng các bạn ha. Đây là trải bài năng lượng tuần mới của bạn có gì. Thì mình sẽ lấy ra rất là ngẫu nhiên 7-6 lá bài để cho thấy là năng lượng tuần mới của chúng ta sẽ đón nhận những cái việc gì. Ở đây sẽ nói lên tâm trạng của bạn hiện tại và nguyên tuần đó cái việc gì sẽ chi phối các bạn, và kế đến thử thách nào sẽ diễn ra và vấn đề các bạn cần phải ghi nhớ, và kế tiếp nữa là bài học nào các bạn sẽ thấy và món quà nào sẽ đến với chúng ta nha. Xin chấp nối năng lượng cùng các bạn. Ok, đầu tiên lấy lá bài đầu tiên các bạn ha. Lá bài đầu tiên là năng lượng của bạn. Ok, lá bài thứ hai sẽ là nguyên tuần đó sẽ có gì. Lá bài thứ ba sẽ là thử thách. Và 6 lá cho mọi người. 5 6 Ok, mình bắt đầu nha. Lá bài đầu tiên, bạn có 4 kiếm. Kế tiếp bạn có du tiền. Chà, kế tiếp bạn có hiệp sĩ kiếm. Chà, hấp dẫn. Kế tiếp bạn có The Wheel of Fortune, bánh xe may mắn. Kế tiếp bạn có 10 kiếm. Chà, 10 kiếm hoài vậy mọi người ơi. Kế tiếp bạn có Two of One. Thì đầu tiên các bạn nhìn ở trên màn hình, đây là cái tâm trạng của bạn ở hiện tại, là các bạn đã có lá bài. Để mình lấy lên nha. Các bạn có lá bài Four of Swords. Giống như cái nguồn năng lượng hiện tại các bạn đã được chữa lành rồi. Các bạn bảo đảm hiện tại bây giờ là các bạn đã sẵn sàng khởi động cho cái tuần sau, là mình nghĩ hết cái tuần này đi, bảo đảm là tuần sau các bạn mình sẽ làm con người mới. Chính bản thân các bạn đã nhận ra cái điều này. Có thể bữa giờ mình xem trải bài mình cứ bị nhiều quá. Bạn thấy lúc này bạn cảm thấy mình không có nên đau buồn tổn thương, có thể kiệt sức trầm tư lạc lõng thật, nhưng mà bạn sẽ đứng dậy, chứ mình không có để cho mình mệt mỏi theo năm tháng nữa. Cá nhân của bạn cảm thấy có những cái kế hoạch, những cái ý định nhắc nhở bạn cần phải xem xét một cách cụ thể nhất về tương lai của mình, thì tuần sau bạn sẽ có thể đau đầu hơi chút xíu về cái việc này. Việc ở hiện tại bạn đang cân nhắc rất là nhiều. Bạn thực sự bạn không biết là mình có xứng đáng về cái việc mình đã tạo dựng hay không, về công việc, về tiền bạc, danh tiếng hay là tình yêu. Yên tâm đi, khi lá bài này xuất hiện, bạn biết là những cái gì bạn bỏ ra thì chắc chắn bạn sẽ nhận được tương xứng. Cái vấn đề là mình thấy là mình không có lạc lõng đâu. Bởi vì ít nhất bạn có cố gắng là nếu mà đối phương họ không có quay lại như lúc ban đầu cũng không sao. Bản thân bây giờ là bạn cố gắng vượt qua cái bão lòng của chính mình đi. Còn chuyện người ta không quan tâm nữa. Bởi vì những cái bạn hy sinh mà không được người ta coi trọng, giống như là vốn vị xưa giờ nó vậy rồi. Do đó lúc này mình đừng có nói là buông không buông, mà quan trọng là họ có xứng đáng với những hy sinh của bạn hay không. Công việc của bạn có xứng đáng với việc bỏ công bỏ sức vào hay không. Hãy để trái tim mình được nghỉ ngơi, bạn đã cố gắng rất là nhiều rồi. Tôi thấy cái nguồn năng lượng các bạn đã bớt rồi, bớt buồn bớt khổ rồi ha. Chúng ta đã kiểu như là hụt dạng tỉnh thức. Nói tỉnh thức thì hơi quá đáng, nhưng mà ở đây mình hiểu ra vấn đề rồi. Mình nói bây giờ mình có buồn nó cũng vậy, có sầu có thảm cũng vậy thôi. Do đó vào tuần sau là gì, tuần mới thì bạn có nguồn năng lượng của du tiền, cho thấy là cả một tuần sau có một cái khởi đầu vô cùng tốt đẹp nha mọi người. Tuần sau hứa hẹn là một cái tuần mà đem lại cho các bạn có khả năng về tiền bạc. Một cái người đàn ông có tiền sẽ đến giúp các bạn về lĩnh vực tài chính hoặc công ăn việc làm.
họ nhiều khi họ giúp mình trong cái lĩnh vực mà về tài chính thôi, nhiều thứ lắm. Thí dụ dạy nghề có thể là giúp cho bạn tiền bạc, hướng dẫn một cái việc gì đó mà làm cho bạn khai mở về công ăn việc làm, và cái người này cũng trưởng thành nha bạn. Cả một tuần sau bạn sẽ thấy nguồn năng lượng tiền nó tràn ngập trong cái năng lượng của cả tuần luôn. Do đó bạn lấy cái nguồn năng lượng này, bởi vì khi mà bạn có sự gắn kết với sự ổn định của nội tâm mình, bạn gắn kết với tiền bạc thì tiền bạc sẽ đến. Gắn kết chứ không phải là mình chạy theo tiền nha mọi người. Tại vì lá bài này nó đại diện cho sự giàu có vật chất, nguồn tài chính dồi dào. Bản thân các bạn sẽ được mọi người tin tưởng vào thời gian sắp tới. Nhưng mà bạn đừng có để cho tham vọng của mình biến chất. Mình làm sao mình trở nên là mình tự tin, cái sự vật chất của mình có nhưng mình cũng không kiêu ngạo. Bạn có thể bạn sẽ được tôn trọng, nhưng mà mình cũng phải khiêm tốn chút xíu nha mọi người. Đây là lá bài cho thấy mọi thứ mà bạn sẽ nhận được thực tế là sẽ nắm lấy được luôn. Giống như sẽ có một khoản tiền, một cái gì đó nó rõ ràng hơn, chứ không có mơ hồ vào tuần sau. Yên tâm đi, có thể là không có thành công vang dội đâu, nhưng mà chắc chắn cái gì đó từ cái vật chất sẽ biến thành tiền, thành củ cải. Tiền bạc sẽ dễ dàng chạy vào túi bạn. Đây là lúc mà các bạn phải vui mừng đi. Tại vì bây giờ mình cũng chẳng cần phải chứng tỏ bản thân. Tiền nó đến vào tuần sau nha mọi người. Tuần sau mà ai có tiền dối nhơ comment là có tiền, báo cho cơ bì vui nha. Nhưng mà ở đây cũng mong mà các bạn, trong tất cả mọi chuyện, muốn có tiền vào thì các bạn phải sáng tạo hơn. Mình tập trung hơn. Mình làm cái gì cũng phải đặt tâm, đặt ý của mình. Làm hết cả tinh thần, làm hết cả sức lực của mình. Chắc chắn tương lai bạn tiến xa. Tuần sau là cái tiền đề cho các bạn có một cái bàn đạp. Mình tiến thẳng luôn, mình dẹp qua cái nguồn đau khổ tổn thương rồi nha mọi người. Chà, tuần sau có bộ hành tài đến các bạn hay sao, mình thấy rất là vui cho các bạn luôn. Nhưng mà cái thử thách đến với các bạn là gì? Ở đây dù sao nói cái thử thách cũng phải là thử thách. Thì bây giờ vua thì đã có vua tiền đến, thì vua ở đây là vua kiếm cũng xuất hiện. Hồi cái gì nó đến nó cũng không có bao giờ mà nó cũng có phải một cái giá phải trả cho cái việc này. Thì tuần sau thử thách của các bạn là gì? Thử thách của các bạn cũng là trong vấn đề giao tiếp. Mình thật sự là phải lên một cái hồi chuông cảnh báo cho chúng ta. Tất cả những cái trải bài mình xem, 100% các bạn đều dướng vào cái vấn đề là giao tiếp, cái vấn đề ngôn từ. Ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn, vấn đề ngôn từ nó rất là quan trọng. Nếu như hiện tại bây giờ các bạn không biết sử dụng ngôn từ yêu thương, ngôn từ tích cực, những từ mà có thể lấy lại tinh thần, các bạn cũng không được quyền, không được phép mình sỉ nhục hay là hạ thấp bản thân của mình. Mình không được nói là mình ngu, mình không được nói mình xấu, cũng không nói được mình là dở, cũng không nói mình tại sao mình già, tại sao mình lùng, tại sao không có được cái gì mà tiêu cực ở đây hết. Tại vì như mình chia sẻ, cái ngôn từ các bạn đó chính là cái bùa. Một là bùa, hai nó là bùa yếm. Tức là mình nói ngôn từ có thể là cái phép thuật giúp cho các bạn trở nên xinh đẹp, thành công và hạnh phúc. Nhưng ngoài ra bạn sử cái ngôn từ bạn chà đạp, sỉ nhục bản thân của mình là coi như bạn tự yếm cuộc đời mình y chang những gì bạn nói. Ở đây tại vì mình phải suy nghĩ, cái thân thể của mình là khác, linh hồn là khác. Bạn nói như vậy nhưng cái lý trí của bạn, cái tiềm thức của bạn là hai con người khác hẳn. Bạn cứ nói là tại sao tôi ngu quá, tại sao tôi xấu quá, tại sao tôi già quá, thì đương nhiên tiềm thức nó hiểu là chuyện đó nó sẽ ám vào cuộc đời của mình. Bây giờ trong ý niệm cũng không được nghĩ mình già, dù có 70 tuổi thì các bạn cũng là 21 tuổi thôi cho mình. Tất cả chúng ta đều là trẻ hết. Năng lượng tuổi trẻ, tình yêu tuổi trẻ, không ai xấu, không ai đẹp, cũng không ai giàu hơn các bạn. Tất cả mọi người đều bình đẳng. Các bạn rất là thông minh, bạn rất xinh đẹp, bạn xứng đáng để những gì bạn có. Mình mong là các bạn phải lấy nguồn năng lượng. Đừng có bao giờ để cho cái ngôn từ của mình làm cho mình mất đi giá trị. Cũng như mình không có sử dụng ngôn từ, mình làm phép thuật để mình ém bùa cho con mình, cho chồng mình, cho người yêu mình trở nên thành người tệ hại. Mình không có chê chồng người yêu mình là tại sao anh xấu quá, tại sao anh tệ quá, con mình tại sao con dở quá, tại sao con ngu quá. Đó chính là các bạn đang dùng phép thuật, bạn yếm vào cái người đó, bạn cho người đó mãi mãi là họ xấu, họ tệ, họ dở, con bạn cũng yên vậy luôn. Do đó cái nguồn năng lượng này mình chia sẻ các bạn. Đây là cuốn sách 4 thỏa ước của người cổ, một người dân tộc bên Mexico. Họ chia sẻ vấn đề này, 4 thỏa ước với vũ trụ. Đã nói là thỏa ước mấy ngàn năm là lực bất thành văn rồi. Thành ra bạn cũng đừng có cãi lực giùm mình ha.
Do đó mình biết mình chia sẻ thì mình mong các bạn hãy sử dụng cái ngôn từ của mình cho chính xác. Ngôn từ của mình chỉ có tích cực, yêu thương. Bây giờ đặc biệt không sử dụng mấy cái từ mà tiêu cực dẹp ra một bên. Mình có thắc mắc vấn đề gì mình cũng sử dụng thắc mắc tích cực. Mình không có hỏi tại sao. Cái từ tại sao là cái từ nó đóng hết tất cả những cái khía cạnh. Bây giờ thay cái chữ tại sao. Tại sao là mình bới móc tìm sâu, mình phán xét đúng sai. Bây giờ mình đổi lại không tại sao. Mình sử dụng là làm sao. Làm sao cho tôi trở thành người ta muốn ở gần. Làm sao cho tôi xinh đẹp hơn. Làm sao cho tôi thông minh hơn. Chứ không phải là tại sao tôi xấu quá. Tại sao tôi ngu quá. Tại sao tôi khờ. Tại sao tôi mất chồng. Cứ tại sao, càng tại sao là càng đóng. Mình có làm sao cho tôi có chồng, làm sao cho tôi được người yêu tôi thương, làm sao tôi xinh đẹp. Bạn thấy không, ngay cả mình nói các bạn nghe thôi là bạn thấy hai cái vấn đề nó khác hoàn toàn. Đây là mình ví dụ cho các bạn nhận ra là cái ngôn từ của mình vô cùng quan trọng. Mình ví dụ thêm một chuyện, ở đây chúng ta không chấp nhận. Cái từ chấp nhận là cam chịu, là chịu đựng, là đau khổ, là tổn thương. Không chấp nhận, sử dụng từ đón nhận. Đón nhận dù có đau khổ, ok tôi vui tôi đón nhận. Dù có giàu có tôi cũng đón nhận. Cái tâm thái của mình nó phơi phới, năng lực nó tràn trề. Bạn thấy không, ra cái xấu. Cái xấu đến tôi đón nhận này. Không, ok cái gì tệ với chồng bỏ, tôi đón nhận nó. Bạn thấy không, chồng bỏ tôi chấp nhận. Nghe nó khác liền. Sử dụng từ ngữ cho đúng các bạn. Tôi đón nhận cái việc chồng bỏ. Thấy không, nó rất nhẹ nhàng. Tự nhiên cái thấy cuộc đời mình nó sang trang liền mọi người. Cái ngôn từ nó kinh khủng lắm. Thì mình mong các bạn hãy lấy cái ngôn từ cho chính xác lại. Tất cả chúng ta đang sử dụng ngôn từ rất là sai nha mọi người. Không có chọn lựa mà phải lựa xong mới chọn. Mình không có nói là tôi chọn lựa cái việc đó. Ủa bạn chọn xong bạn lựa, tức là cũng lấy ghê rồi. Tại sao không lựa trước rồi chọn? Trong 10 trái cam tôi lựa xong rồi tôi chọn một lần nữa. Có phải là trái cam bạn nó đẹp, nó xinh hơn không? Còn tôi chọn xong, nhiều khi chọn tầm bậy tầm bạ, trúng cái 10 trái cam xấu và lựa trong trái cam xấu, cuối cùng vẫn là trái cam thế tệ hay ghê. Do đó lựa chọn điều như ý cho mình, chứ không có chọn lựa điều như ý cho mình. Đón nhận tất cả những gì đến với tôi, chứ không phải là chấp nhận đến những gì đến với tôi. Đó là mình ví dụ một chút xíu cho các bạn về cái ngôn từ. Nó có thể làm cho bạn trở nên tích cực, trở nên giàu có, xinh đẹp và hạnh phúc do cái ngôn từ mình sử dụng ha. Cái người thông minh là biết sử dụng ngôn từ nha mọi người. Rồi, giải thích quá trời là hy vọng mọi người hiểu nha. Tại vì sao? Nếu như các bạn cứ sử dụng cái ngôn từ ganh đua nè, mình sử dụng cái ngôn từ là mình muốn công lý, mình muốn sự thật, mình muốn tèn nhẵn, mình muốn hạ thấp, mình muốn hạ nhục người khác, mình quán trách là coi như là cái đó nó giận vô người ta, mà cuối cùng nó bật ngược vô mình. Thì hỏi sao mà đời này nó vui được các bạn. Cuối cùng các bạn cứ yếm bùa nhau mà. Tại vì sao? Ngôn ngữ là phép thuật, ngôn ngữ là có thể là giúp chúng ta. Bạn không tin, bạn nhớ không? Trong cầu nguyện, trong tất cả mọi thứ, bên đạo Chúa, đạo Phật đều vậy. Cái câu bạn tụng niệm chính là cái câu ngôn từ bạn tụng mới hàng ngày. Tôi hạnh cầu Chúa cho con ăn được hạnh phúc, xin Chúa xót thương lòng con, cho con về với Chúa. Hay là cho con được hạnh phúc, cầu an, cầu siêu. Tất cả mọi thứ cũng là ngôn từ. Tại cái ngôn từ đó được lặp đi lặp lại hàng lần. Tại sao người ta hay khi các bạn cầu nguyện, bạn cầu nguyện hàng ngày như vậy, là lúc các bạn lặp những cái ngôn từ tích cực hàng ngày. Thì chính cái ngôn từ đó nó ám vào cuộc sống chúng ta, thành ra là chúng ta sẽ được như vậy. Thì ở đây mình không có cầu nguyện, thì mình làm ơn, mình mở miệng ra là ngọc với vàng, là hoa, là lá, là cỏ, là cây. Chứ không phải mở miệng ra là dao găm, rồi cái gì cái kia. Nhiều khi mình nói trên mạng á, nhiều người comment bình luận á, mình nói nếu như cảm thấy mà không có khó chịu quá, thôi mình im lặng cho nó sang. Chứ làm gì phải lên đây nhả đập phun tơ trên đây chỉ để đưa cái tiêu cực cho người khác vậy. Lóc, mình là vậy đó mọi người. Tại vì sao? Ủa bây giờ khó chịu thì im lặng cho nó sang. Mọi người nói chỉ lời cay độc cho người ta, người ta có ăn hết của ông nội mình đâu, mình làm cái ghê vậy. Rồi mọi người ha, lá bài thứ tư là các bạn phải nhớ gì? Đây là cái điều bạn phải tâm niệm. Dù từng sao có chuyện xảy gì, mình có tiền, có cụ, có đau khổ, tổn thương, tất cả mọi thứ là điều vô thường. Bởi vì mọi việc là hành trụ bại diệt. Một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đau khổ đó, hạnh phúc đó,
lụng bại đó, thất bại đó, rồi thành công đó, yêu thương đó, tất cả là theo bánh xe của cuộc đời. Cái người mà hay, người ta hiểu cái lực vô thường, đã là lực là không có chối cãi, có khổ là sẽ có sướng sau này, có sướng là có khổ sau này, đang quen là phải nghĩ tới sức chia tay, đang sống là nghĩ tới lúc chết, đang lành lặn là phải ngủ lúc bị thương. Tất cả là ai cũng như vậy hết, có sinh lão bệnh tử, việc này là không có tránh được việc trời. Thành công đó, thất bại đó, mình biết mình thất bại sẽ lúc tới thành công, vậy thôi. Tại vì ai cũng vậy hết, không có con mẹ nào mình thành công hoài, không có con mẹ nào hạnh phúc hoài. Mọi người phải hiểu như vậy, thành ra mình không có buồn. Mình hiểu đó là cái quy luật, bây cái khúc này mình không hạnh phúc, khúc này mình không giàu, thì khúc sau mình giàu, mình hạnh phúc. Bây giờ cho con nhỏ nó hạnh phúc trước đi, cho nó hạnh phúc trước, cho nó giàu trước đi, sau này mình giàu sao, có sao đâu. Bạn để chỉ cần các bạn không ngừng cố gắng, phải sử dụng ngôn từ tích cực thì mọi chuyện đều giải quyết được hết. Mong là các bạn hiểu ha. Bánh xe vô thường, từng sau các bạn phải ghi nhớ quan niệm cái việc này. Lá bài thứ 5 sẽ là bài học mà các bạn cần phải học. Đó chính là bài học gì? Bài học hãy chữa lành cho mình đi bạn ơi. Bài học là cái tổn thương đau buồn tự cho mình nghĩ. Không có ai ép mình buồn, cũng không ai ép mình khổ, cũng không ai hành hạ bạn không ăn, không uống. Có ai ép đâu mọi người, để ý đi. Đâu có ai xúi là bạn thất tình, đâu ai xúi bạn tâm sầu bạch sát như bà khùng bà điên, điên điên dại dại, tối tối khóc hầm, rồi mình làm mình tàn tạ, không người không căng người ngợm, không căng ngợm, không ai kêu hết. Vũ trụ nói rồi. Cái bài học là bài học buông, dừng, thôi, dứt những chuyện mà không thuộc về mình. Cái gì mà thuộc của mình thì mình xử lý được. Cái gì bên ngoài sao mình xử lý. Suy nghĩ người ta muốn yêu ai kệ người ta, mình đâu có yêu giùm được đâu. Rồi cái việc đó người ta làm, ba chuyện của ba mẹ mình đâu có xử được đâu. Mất mớ gì buồn của chuyện ba mẹ. Chuyện của con cái cũng phải, bạn phải là nó đó, bạn xử sự. Chúng ta hay có năng lượng là chúng ta hay sống thay giùm người khác, trong khi bản thân của mình thì không có sống cho mình. Sống cho cha, cho mẹ, sống cho chồng, cho con, sống cho người yêu. Cuối cùng bản thân mình không sống cho mình. Rồi cũng mình không biết mình cần gì, muốn gì. Mà mình biết người ta cần gì, muốn gì. Mình biết ông hàng xóm, ông cần gì, muốn gì. Rồi cuối cùng đau khổ, tổn thương là ai? Chính mình gánh chịu thôi mọi người. Do đó, khi các bạn thấy cái việc này á, bài học là các bạn phải phục hồi nè. Mình tái tạo, mình sống sót lại sau cái thời gian đau buồn, tổn thương quá lâu rồi. Thì cái tuần sau, bạn cần phải làm việc này cho mọi người. Tại việc này vẫn còn dai dẳng à. Mình ra trải bài, mình cũng muốn ra vui, muốn ra đẹp, muốn ra tươi. Nhưng mình có muốn ra lá bài mùi kiếm đó mọi người. Nhưng mà tại vì năng lượng của mọi người mùi kiếm hoài thì phải ra hoài. Đây là bài trải bài của năng lượng. Do đó bạn sẽ thấy trải bài của mình nó sẽ có lên có xuống. Chứ không phải lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng giàu. Nếu mà giàu hết mấy bác mới chế giàu hết trơn rồi, mới chế hạnh phúc hết trơn rồi. Không có ha. Đời là có lên có xuống. Lúc vinh quang có lúc tủi nhục. Thì trải bài ta đó cũng vậy. Nó mới là đời các bạn. Mà trải bài tarot cũng không tâm linh gì hết, không cần phải bói, không phải làm khổ cái gì hết, không cần phải cầu nguyện cái gì hết. Ở đây bài lên sao nói vậy thôi. Nó phải nhập đồng đâu mà lên linh hồn gì mắc cười quá à, mắc mệt. Tôi là nên thành ra ai cái cứ bị xem cứ bị không xem, nó có phải bói đâu mà xem. Đây là trải bài năng lượng, trải bài chữa lành thôi mọi người phải hiểu vậy. Nên là đừng có liên hệ cơ bị xem trải bài riêng, cơ bị không có xem trải bài riêng đâu, cơ bị không kiếm tiền đâu mọi người, không có kiếm tiền trừ xem tarot nha mọi người. Và các bạn phải hiểu cái vấn đề này, dù mang một chút hy vọng trong tình yêu, thì cái việc này có tích cực không tích cực cũng không sao. Nhưng mà bạn cho bạn biết, khả năng từng sau hai bạn có cơ hội yêu lại từ đầu rất là cao nha. Nếu như mà các bạn thấy được cái bài học này, bạn nhớ là, nếu bạn chữa lành thực sự thì cái cơ hội để yêu lại từ đầu giữa bạn và họ dù nhỏ nhoi nhưng mà từng sau cho thấy sự liên hệ lại họ nha. Mọi chuyện không biết đi đến đâu, nhưng ít nhất cái việc thành ý của bạn đã động lớn họ lòng trời rồi. Họ hiểu là phải cho bạn một cơ hội để mình sửa sai. Thì cái cơ hội này đến, nếu các bạn biết nắm bắt là sao, nhớ mình chưa, ngôn từ cảm xúc của mình phải tích cực. Mình trao, anh trao cho em nụ hồng chứ không phải anh trao cho em cái lựu đạn hay là cây kiếm hay nhát dao. Bạn tặng cho người ta nụ hồng, bạn tặng cho người ta kim cương, nhà lầu xe hơi, tặng cho người ta lời hay ý đẹp giá trị,
bạn phải biết là cái sự bao dung mình phải đủ lớn, tại vì người ta cuối cùng con người ta là tìm người đồng hành, chứ không phải là người ta tìm kẻ thù đi bên cạnh để người lâu lâu cái chọc chao chỉ chỉ. Người ta, bạn phải suy nghĩ bạn kiếm ai đồng hành trong cuộc đời này. Mình kiếm một cái người đồng thuận thì chắc chắn người ta cũng kiếm y chang như vậy. Chứ không phải bạn kiếm cái, bạn muốn người ta đồng thuận với bạn mà tối ngày bạn cà khịa người ta hoài kia đồng thuận đâu, thì người ta cũng tìm kiếm vậy. Bạn suy nghĩ nè, bây giờ mình không tại sao cái ông nội nó cà chớn vậy, thì mình đừng suy nghĩ vậy. Làm sao cho ông nội đó dễ thương hơn, làm sao cho người yêu tôi hơn, làm sao cho tôi trở thành cái người dễ gần, ai không ở gần tôi. Đó, khi mà câu hỏi đó diễn ra, tất cả đau khổ tổn thương đều đóng là hết một cái rụp. Bạn công nhận không? Các bạn, bây giờ bạn suy nghĩ đi, bạn thử bình lặng, làm sao cho tôi trở thành cái người người ta muốn ở gần. Bạn thấy không? Chỉ một câu hỏi này thôi, một câu hỏi này khai mở trí tuệ nha. Mọi người đều có thể giải quyết tất cả cái vấn đề qua câu hỏi này. Giờ hỏi đi, làm sao để mình trở thành cái người ta muốn ở gần. Đó, vậy đó, làm sao cho người ta yêu mình hơn, làm sao để mình không đánh mất tình yêu. Đó là cách mà chúng ta nên tiếp cận vấn đề. Chúng ta tìm cách giải quyết, chứ không phải là bới móc chuyện quá khứ. Quá khứ là không có thể tìm lại được nha các bạn. Quá khứ đã qua nha mọi người. Thì ở đây á, cuối cùng là gì? Cuối cùng lá bài hai gậy nó sẽ đại diện cho năng lượng kết thúc một cái tuần sau. Thì tuần sau có một cái việc là các bạn phải có một cái sự thay đổi thực sự. Các bạn sẽ phóng tâm nhìn về xa xăm, nhìn về có thể là chờ đợi người ấy trở về, hay chờ đợi một cái tin tức tốt lành nào đó. Nhưng mà cái tin tức này nó đại diện cho giới hạn bản thân của mỗi người. Cái bầu trời kia lúc nào cũng lớn hết. Khi mình không thấy có nghĩa là mình không phải là mình, cái đó không có. Khi mình không có vượt qua cái giới hạn của bản thân, mình không biết sử dụng cái ngôn từ mình tốt đẹp, xinh đẹp, mình bao dung yêu thương hơn, chứ không phải ngoài kia không có người làm như vậy. Tại sao người ta hạnh phúc? Tại sao người ta có tiền, có bạc? Tại sao người ta có những cái người ta muốn? Tại vì người ta biết cách sử dụng ngôn từ, người ta biết đặt vấn đề đúng, người ta không có tại sao, người ta không tiêu cực, người ta biết sử dụng hướng giải quyết làm sao cho người ta đạt được cái đó. Người ta biết khai mở trí tuệ, chứ không người ta không đóng cái cục, đóng luôn tất cả mọi thứ. Tất cả những quán giận, hờn, ghen, ganh đua, tiêu cực đều là cái năng lượng vô cùng xấu. Mình hy vọng sau cái trải bài này, tuần sau mọi người sẽ có kế hoạch thực sự. Mình khám phá ra tương lai của mình do chính bản thân của mình quyết định. Quyền lực cũng trong tay mình, tình yêu cũng trong tay mình. Tất cả mọi thứ là lựa chọn của bạn. Lựa chọn sống tiêu cực chắc chắn đau buồn tổn thương, đọa địa ngục là chắc chắn ha. Lựa chọn tích cực, sử dụng ngôn từ tích cực, chắc chắn được lên thiên đàng, chắc chắn được hạnh phúc, chắc chắn được giàu có thịnh vượng. Bạn lựa chọn thì hai cây gậy, một cây gậy trắng, một cây gậy đen, tùy mọi người. Mình muốn mình đen thui, lấy cái quậy đen múa mỗi ngày. Mình muốn mình trắng thì mình lấy cây quậy trắng mình đánh mỗi ngày. Rõ ràng đen và trắng chỉ có chọn thôi, mà chọn cũng không xong. Là do ai? Do mình với do ai hả mọi người? Cuộc đời này vũ trụ cho rất là dễ, vũ trụ chỉ hết. Tích cực thì giàu có hạnh phúc, tiêu cực là nghèo đói là tổn thương. Mà còn chọn không được nữa thì đòi sao? Do là trách, là trách, trách mình có khả năng, có mắt như mù, có khí óc mà cũng không biết lựa chọn cái đúng cho mình để mà sử dụng cho cuộc sống mình. Cái vở kịch này mình đóng, mình lựa đóng, mình đóng viết kịch bản cho chính mình, mà tối ngày đóng cái vai phụ không mà trời. Đóng vai nô lệ cảm xúc, nô lệ tình yêu, nô lệ tiền bạc. Ủa, ai cũng đóng kịch như ai hết. Tại sao người ta biết đóng cái kịch hay, người ta biết viết kịch bản cuộc đời người ta quá đẹp. Mình viết cuộc đời mình thấy ý ẻ vậy mọi người. Là do ai? Do mình chứ do ai? Không có gì cản trở bạn được nha. Ngay cả khi bạn bị giam cầm trong ngục tối nữa, thì cái trí suy nghĩ của bạn cũng không ai cấm bạn suy nghĩ. Do đó đừng nói ai bị trong cái thế, không có thế nào. Mấy má muốn mắc kẹt thôi mấy má. Tại vì mấy chế muốn xiềng xích trong, mình muốn còng nhau trong cái sự đau khổ tổn thương, tại vì má ham dục, đơn giản là vậy. Mình cho nói cho bạn nghe, tất cả những cái đau khổ tổn thương các bạn là gì? Tại vì các bạn đang bị ham dục. Mình bị ham dục, ham tiền tài, cái tham của mình nó dẫn mình đi thôi, chứ ngoài ra không có gì hết. Thử giờ có thằng trai khác ngon hơn thằng cũ đi, bảo đảm mấy chế quên liền. Hay là cái việc khác mà tốt hơn cái việc cũ, mấy chế bỏ việc đó liền. Tại vì sao? Chúng ta cũng đang nhu cầu
ích kỷ muốn được không à. Mình phải nhìn vào sự thật nha mọi người, tất cả mọi người đều tham tưởng, mình cũng vậy, mình cũng ích kỷ, không có ai không ích kỷ. Do đó bạn phải hiểu, do mình ích kỷ, mình tham tưởng, mình nghĩ là mình về mình hưởng được cái thằng đó thì mình mới suy nghĩ mình lị nó. Chứ bạn nghĩ đi, bây giờ bạn hết nghĩ hết ăn được, nó là hết lị, tại vì nó cho bạn cái ham muốn dục vọng, bạn mê nó quá chứ không có gì hết. Nhìn thẳng vấn đề, nhìn thẳng vô, phải vậy không, liêm chính nội tâm đi, mình thành thật với chính mình đi, thì là mình thấy được con đường. Có phải là mình bị hóc môn nó dẫn mình đi, mình bị cái ham muốn nó dẫn mình đi không? Mình ham một cái ái ân, mình ham một cái hung, một hai cái quan tâm chăm sóc. Tại vì kiếm người khác đi là quên liền, quên yêu cũ nhanh nhất là có hàng mới là quên liền các bạn, không có gì khó hết. Mà tại vì các bạn có muốn không? Tại vì chúng ta còn ham, bạn hiểu không? Mình còn ham, mà muốn ham thì sao? Thì phải chiều người ta thôi. Thì mình nói rồi, cuộc chơi cho mình chơi, mình chọn, mình ham là mình phải chịu. Mình muốn người ta phục vụ cái ham muốn của mình thì mình phải muốn tối ngày, mình phải làm sao để ta phục vụ. Thật ra bạn là người ích kỷ, họ không có xấu, mình xấu á mọi người. Người ta đang làm cái người ta muốn, còn khi mình á, mình ép người ta yêu mình để người ta phục vụ cái muốn của mình. Ai ích kỷ, ai mới là kẻ độc ác trong vấn đề này? Chính mình chỉ là ai, đúng không? Người ta muốn yêu là người ta muốn yêu người khác, là người ta muốn yêu người khác, là người ta đang đi chạy theo cái mong muốn của người ta. Ở đây mình không được yêu, mình tức, mình ganh tị, mình tức tối, không được, phải yêu tôi để chi? Về đây đi, về đây để phục vụ cho cái ích kỷ, cái ham tưởng yêu đương của chính mình, để phục vụ cho bản thân bạn thôi, chứ phục vụ cho ai? Đừng có nói là về phục vụ cho cha cho mẹ nha, đừng có nói người yêu quay trở về là phục vụ cho công danh sự nghiệp nha, là phục vụ cho cái ham muốn dục vọng của chúng ta mà thôi, cho sự ích kỷ, cho muốn được yêu thương, không cho yêu thằng khác, mặc dù trái tim nó không dành cho mình. Dù mình ở đây là ai, là mình, thật sự là mình rất là ích kỷ mọi người, mình nói thật cho mọi người nghe, tại mình ích kỷ thôi, tại vì mình kỳ vọng mong muốn là người ta phải là của mình, người ta có linh hồn riêng, có thân xác, khi không ai trói buộc ai được hết. Nếu khi mà bạn còn tâm lý kiểm soát, tâm lý là muốn người đó là của mình, muốn kéo người ta vào cái cuồng gây phục vụ ham muốn dục vọng của chính chúng ta, mình nói thẳng luôn, phục vụ những cái chuyện mà ham muốn tầm thường của mình đó, thì đó là con đường đọa đày. Mình đau khổ là tự nhiên một con thú nó không yêu mình, bắt về làm thú cưng, nó không cắn là mai lắm rồi đó, thật sự luôn đó. Trời ơi, tự nhiên người ta không yêu mình, bắt về cột làm thú cưng, yêu đựng nó ghét hay mồm, nó không cạp một cái là mừng lắm rồi đó. Thành ra là chuyện bình thường. Cái xu hướng là người ta bỏ đi là bình thường, người ta có cơm bát, người ta có tác động vật lý là bình thường. Tự nhiên không, bạn thử bạn là như vậy, bạn có thích không? Không thích, đúng không? Bây giờ bắt bạn đi làm cái chuyện, bạn ở bên một cạnh mà bạn không hề cảm giác, không hề thích, bạn có muốn gì không? Thì người ta cũng y chang vậy luôn. Mình đừng có độc tài mọi người, mọi người đang sử dụng cái năng lượng là năng lượng phát xít, năng lượng độc tài để mọi người muốn điều khiển tình yêu của mình, để phục vụ cho gì? Cái ham muốn thể xác tầm thường của chúng ta mà thôi. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.